Hello, xin chào mọi người ha. Thì hôm nay là buổi sáng, chúc mọi người được sức khỏe dồi dào, được hạnh phúc bên gia đình ha, và trên đời Hồng Anh ha. Thì theo như mấy clip trước Hiếu có nói là Hiếu sẽ lên một cây, nói chung là Hiếu nói nó cũng là rất là hiếm anh em. Đối với anh em như thế nào Hiếu không biết, nhưng đối với Hiếu là Hiếu rất là hiếm, là cái cây này, cây EZ6631, mà nó là bu lông, nó đã bu lông thì là đã là của dòng Nathanol, mà đời mà nồi đồng cố đá đi là bu lông là nó đã hiếm rồi, mà đầu 1/2 ha. Rồi cái hiếm hơn nữa là cái pin 15V6 ha anh em ha. Đó thì hôm nay Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em, review cho anh em xem, và cũng báo giá. Nó được thì anh em ủng hộ, không được thì cũng không sao ha. Chủ yếu là review máy cho anh em biết ha. Thì đầu tiên thì cái máy này Hiếu chia sẻ cho anh em biết là nó cũng y chang như những cái đời, ví dụ như là 6505 này, ví dụ đời 12V đi thì nó sẽ giống là 6505 và 6507 ha. Còn mà đời 14.4 á thì nó sẽ giống là 7542, 7548, rồi đến cái đời mà 14.18 á thì nó lại là 75A9 hay gì đó. Đó là nó có cái chức năng là giống tương tự như nhau, là chẳng hạn như là mình tạm gọi nó ba chức năng cũng được. Thí dụ như anh em mà muốn sử dụng mà có búa tự động đi, gọi là búa tự động á, búa vít á, thì anh em chỉ việc là cứ để cái cò, anh em cứ để cái công tắc này nè, anh em kéo về đây ha, là tốc độ chạy nhanh và là nó có búa tự động. Còn khi mà anh em muốn sử dụng cái vòng ở trên đây ha, cái vòng trên đây là cấp độ trượt và cấp độ có ký hiệu khoan nè ha, và cấp độ khoan có nghĩa là ký hiệu này cũng là đồng nghĩa là nó sẽ không có búa anh em ha. Còn mà anh em để mấy cái chế độ này nó có số nó căng nắc là anh em biết là nó sẽ có cấp độ trượt. Còn khi mà anh em đưa qua chế độ này thì nó không còn trượt nữa, mà cũng chẳng còn búa nữa, nó sẽ là trượt, thì bắt buộc anh em phải trượt lên đó. Và khi anh em trượt lên thì đồng nghĩa nó cũng là chế độ chậm, và nếu nó chậm thì nó sẽ chịu tải cao hơn. Đó là cái nguyên lý của cái máy này, cái cách thức hoạt động máy này như vậy. Thì cũng có thể gọi nó là ba chức năng ha, búa, cấp độ trượt và không búa, đó là như vậy ha. Còn cái công tắc thì nó cũng y chang thôi, cũng thông dụng như mấy công tắc khác thôi, là cứ điều tốc nè, hạ ra thắng phanh và đảo chiều, đó là như vậy ha. Còn hệ pin này là hệ pin 15V6 rồi. Thì nó vòng vòng đây thì nó chỉ có những chức năng như vậy. Và thông thường á, Hiếu mà vệ sinh máy cho khách á, là Hiếu mà thông thường mà kể cả máy của Hiếu á, mà cái tem mà nó nhăm nhở thì Hiếu xé hết rồi. Nhưng mà cái đời này Hiếu không nhớ nổi được cái đời máy, thật sự là lần đầu tiên Hiếu gặp phải anh em đó, nên là Hiếu vẫn để lại cái tem 6631, đời máy của nó ha, của Nathanol Multi EZ6631. Nhưng mấy cái đời này nhiều khi không cần nhìn cái tem Mark in Japan này, Hiếu cũng biết nó của Mark in Japan đó, chứ không phải nước khác sản xuất ha. Còn tem tí xíu đây rồi Hiếu vẫn để lại ha. Và cái con này để Hiếu nói hiện trạng cho anh em xem luôn, là nó bị vô nước ha, nó vô nước, nó bị cái đầu này nè, lúc đầu á là nó bị hơi sợ vô nước, mà vô nước chưa có nặng. Và cái motor nó vô cũng hơi là vô ngay mặt cái khúc mà má ở trên đây đổ lên nè anh em đó, thì có Henry và Hiếu đánh lại rồi, không thành vấn đề. Mừng một cái là than nó vẫn còn full nha anh em, than của nó là còn tầm khoảng 98% trở lên. Anh em nhìn cái đầu, anh em rơ cái đầu là anh em đủ hiểu rồi, cái đầu nó không rơ lắc gì hết, thì anh em biết than này nó cũng phải easy vậy thôi đó. Mừng lắm, rất là mừng là khi mà cái lỗ ổ than của nó là vẫn còn sạch sẽ tương tắp, và than zin của nó vẫn còn đầy đó, là mừng ở điều đó. Mà trong khi đó nước có vô đó. Cây này là Hiếu mấy lít trước Hiếu có nói đó, là của anh khách thôi, không phải của Hiếu, nhưng mà Hiếu mê quá thì anh cũng nhường lại cho Hiếu. Lúc đầu là anh khách đưa đến để cho Hiếu vệ sinh đó, nhưng mà Hiếu mê quá, cái Hiếu xin anh là để lại cho Hiếu đi, để Hiếu lên video cho anh em xem, rồi cũng sẵn là cũng ngại giá, được giá thì Hiếu bán, còn không thì Hiếu để trên cửa tiệm để cho anh em đến thì anh em có thể tìm hiểu rồi giao lưu này nọ thôi ha, chứ cũng có không có quan trọng. Rồi bây giờ thì Hiếu sẽ test thử một cái con vít mở con cái tán xe đó ra ha. Cái con này nó là 17 anh em ha. Mình sẽ lấy ống điếu 17. Chơi vô mình sẽ mở ha. Rất nhạc anh em ơi. Rất là êm nha anh em, rất là khỏe và rất là lực.
Mà cái này là ý là Hiếu đóng lại là pin 16V8 á nha anh em. Chứ nếu thực chất ra mà để pin zin của nó, nếu mà còn pin zin nó mà còn sống á, nếu mà pin zin của nó mà xài được á, thì cái hiệu điện thế của nó phải lên tới 18V75 hay gì đó, nếu có nhầm nó rồi. Thì anh em cứ tính đi, một cell của nó là 11V2 đó, mà sạc đầy thành 11V5 đó, nhiều clip Hiếu lúc nào cũng nói về pin zin của nó là như vậy á, thì trong đây nó có 13-24 cell gì đó, Hiếu quên rồi đó, nó là như vậy ha. Cái clip mà Hiếu đóng pin này Hiếu cũng có nói rồi đó, là sạc đầy lên nó phải cái ngưỡng nó phải là bao nhiêu á. Và cái này là pin 16V8 nha anh em. Rồi đây Hiếu chia sẻ thêm cái vụ này nữa nè. Cái đầu này nè, hồi đó Hiếu không biết ha, Hiếu cứ tưởng là nó mất cái bi ở chỗ này, rồi thực chất là không phải nha anh em, đây là nguyên thủy zin của nó nha. À, tại vì anh em lâu lâu anh em sẽ thấy những cái dòng bu lông khác, chẳng hạn như Bose hoặc là những hãng khác, nó sẽ có pin bi ở trên đây ha, thì pin bi ở trên đây á, nó sẽ gài lại được đúng không. Còn cái thằng này thiết kế ra nó không có pin bi, nhưng mà nó sẽ có một á, ví dụ như mà anh em mà đa phần mà anh em mà sử dụng mấy cái này thì anh em sử xe máy đúng không, sửa xe máy là chính, nói chung là làm về cơ khí là chính đúng không, thì mình sẽ phải thay những cái đầu này liên tục, tháo ra tháo vô, thay tháo ra tháo vô liên tục đúng không. Thì họ cố tình họ làm cái đầu như thế này không có gài gì hết, để mình nhét cho nhanh ha, nhét cho nhanh. Rồi tại sao họ lại khoan, tại sao họ lại khoan cái lỗ đâm thục lục thẳng thẳng xuống đây, thì cũng nhờ là Hiếu giao lưu với lại một cái anh khách ở trên Bình Tân á, anh làm chành xe, vô giao lưu mấy cái hàng máy móc của anh, thì nhìn thì anh có một cái bộ, anh mua mắc lắm, anh mua của cái hãng gì á, mua một cái bộ đầu chuyện với lại có thêm cái mấy cái này, anh mua đâu ra 2 triệu mấy 3 triệu á, thì trong đó có một cái đầu nó sẽ tương tự là giống như thế này nè. Đừng có tính cái này nha, đừng có tính cái này trở lên nha, có nghĩa là mình chỉ tính cái đầu này thôi. Anh em đợi tí xíu Hiếu có khách ha. Rồi tiếp tục anh em ha. Đó thì cái nó có cái đầu như thế này nè. À, cái đầu này là Hiếu mua trên mạng thôi, còn cái này là của bãi nha. Cái đầu gầy, đầu kẹp nhanh này là đầu của bãi, ý là mua mỗi cái khớp này thôi nè. Thì Hiếu thấy cái đầu đó nó có một cái nhấc lên nhấc xuống, và có một cái ron nha anh em, cái ron xung quanh đây nè, và có một cái chốt đâm qua đó. Thì Hiếu cũng đang định chế cho nó như thế này nè. Đó, thí dụ như thế này đúng không. Cái đó, nếu mà với điều kiện mà anh em xài mà muốn cho nó chắc chắn á, thì như vậy thôi. Còn thực chất ra mà anh em mà xài bu lông á, thì nhiều khi nếu mà để sửa xe máy thì không cần phải gắn những cái chốt này vô chi đâu, nó cũng phức tạp và lâu lắm anh em. Đó, Hiếu định kiếm một cái chốt nào đó như chốt này quá ngon rồi, nhưng mà hát một cái nó lại rộng quá anh em, nó hơi rộng hơn nhiều, cái này mà nó to hơn được một tí nữa thì đẹp ha. Đó, mình phải kiếm được cái chốt nào, hoặc là nếu mà anh em nào có mua thì anh em tự kiếm chốt. Còn á, rồi có chốt gắn vô đúng không, rồi anh em tại sao nó làm cái vành này làm gì đúng không, tức có nghĩa là nó sẽ có một cái ron nữa nha anh em. Cái ron này thì anh em có thể kiếm nói chung nhiều ron để kiếm, chẳng hạn như là cái nắp của ốc nhớt á, nắp ốc nhớt của xe máy mình á, Hiếu bảo đảm là xe gắn vừa ha. Hay đợi Hiếu để Hiếu thử tháo ra thử xem như thế nào ha. Đây cái nắp ống nhớt nó có cái ron này nè anh em, tôi thấy là thấy có vẻ là hợp lý rồi đó, không biết có nhỏ quá hay không. Đây yêu cầu nó bóp tí là được nha anh em. Khi mà mình nhét cái chục vô rồi, mình giữ rồi đúng không, thì bây giờ mình nhét cái ron này vô ok luôn anh em. Đó, hoặc là anh em có, nói chung là anh em có thể kiếm một cái ron nào đó mà nó đẹp hơn, nó bằng cái mí, bằng cái vòng tròn này hơn, thì nhìn nó đẹp hơn thôi ha. Đó, nguyên lý như vậy là nó có thể giữ là cái chục nó không rớt ra được nữa, rồi là anh em có thể bắn là cái đầu muốn chuyển cái đầu gì thì chuyển, anh em muốn mua đồ chuyển gì thì chuyển. Nhưng mà Hiếu thấy cái anh ở trên tên Bình Tân á, là có cái bộ đồ chuyển nó xịn lắm đó, là Hiếu thấy nhìn Hiếu mê luôn, là muốn chuyển từ bu lông qua bu lông cũng có nữa, là từ bu lông rồi qua cái viên bi á anh em, cái bu lông đầu bu lông mà có cái viên bi ở trên đây nè đó, có cái từ bu lông chuyển qua bu lông luôn đó, là tùy anh em ha. Rồi thì sẵn đây Hiếu sẽ báo giá cho con này trước ha. Pin này thì được Hiếu đóng, pin này thì được Hiếu đóng là lít sen thôi, mà được cái mặt xài 100A ha, và có báo pin, Hiếu có gắn báo pin ha. Đó, Hiếu có test rầm mấy ngày nay rồi đó, nên là còn 3 cục, còn 3 vạch nè.
khi mình nhịp đèn là nó kéo tải là nó sụp mí xuống. Này để tầm khoảng 15 giây nó tự tắt đèn đi ha. Rồi thì sẽ báo giá cho anh em luôn ha, một máy, một pin, một sạc như cái bộ này thì sẽ bán là 1,8 triệu anh em ha, 1,8 triệu. Đó là chức năng ly chai như vậy, tặng kèm cho anh em cái đầu này luôn. Nhớ là cái này là cứ mua trên mạng thôi, còn cái đầu ở trên đây là đầu gài nhanh, nhớ là đầu gài nhanh nha anh em, chứ anh em đừng có mà làm sử dụng những cái máy mà mình có thể quay bằng tay được nè, những cái máy mà mình có thể quay bằng tay được đó, quay bằng tay được như vậy thì mình sẽ sử dụng cái đầu gài nhanh nó hay hơn. Còn những cái máy mà được lóc lại cái cốt rồi á thì mình sẽ sử dụng bằng cái đầu kẹp auto lock, nó là như vậy ha. Rồi đó, mình có thể lóc lại nè, không mình khi mà anh em muốn mà gài cái mũi cho nó chắc á, anh em chuyển qua chế độ trượt đó anh em, không em để chuyển qua chế độ trượt nào mà cảm thấy nó chắc chắn một tí rồi anh em bấm còn đó, kêu tạch 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 đó để nó gài lại ha anh em ha. À sẵn đây Hiếu nói ví dụ như anh em nào Hiếu nhớ có một người á, là làm cái nghề không biết làm nghề như ý có phải là ráp mấy cái tấm bảng năng lượng mặt trời hay gì á, mà anh nói là cần cái lực xích bu lông phải cố định, có nghĩa là chỉ có một lực một duy nhất thôi đó, đó là để cho thao tác nó nhanh và nó sẽ không bị bể đồ hay là cái gì đó anh em, và cái lực nó phải chắc chắn thì là sử dụng con này rất là thích hợp ha. Đó, anh em cứ chuyển qua chế độ chậm rồi anh em chuyển, anh em canh cái lực mình siết tới đâu, ví dụ như cấp độ 1 siết được tới đó, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 đúng tới đó là nó ngừng, nó sẽ trượt là sẽ đạt hiệu quả cho cái nghề đó ha. Rồi thì cái này thì cũng đã báo giá rồi ha. Rồi tiếp tục cái này thì Hiếu chưa có vệ sinh, quyết định là vệ sinh xong rồi mới đăng lên hai máy một lúc, nhưng mà Hiếu nôn quá nên là cái này Hiếu cũng tranh thủ quá mấy ngày này, hai ngày nay thì hàng mấy anh gửi đến để cho Hiếu sửa hay đóng pin đó nó chưa kịp tới, Hiếu rảnh nên là Hiếu tranh thủ là Hiếu làm những cái video cho máy Hiếu thôi. Rồi thì cái máy này là đời máy của nó là 6930, quanh ba chức năng ha. Đó, và cái đầu của nó là đầu như thế này nè, đây đầu zin của nó như thế này nè. Hiếu cũng nói sơ mấy cái clip trước rồi đó là nó vẫn xài được nha anh em, nhưng mà nó lại bị tụt ra như thế này nè. Đây, Hiếu vẫn vặn cho anh em biết ha, đó, nó vẫn ok nè, vẫn vặn ra vặn vô. Rồi ví dụ như anh em muốn, ví dụ như sát rồi nha, ví dụ như sát rồi đi, cho anh em lóc xuống nè, từ nó bị tụt, nó bị tụt như vậy anh em. Thì cái hệ mà những cái đời là 6901, 6902, 6903, 12V đúng không? Qua đến đời 15V6 là 6930, 6931 thì nó có chức năng là lắp như thế này nè. Đó, nhấn xuống để cho mình không quay được nữa. Đó là cái kiểu là cái hệ này là như vậy. Đó. Nhưng mà cái này nó bị tụt ra như thế này rồi. Nó bị mòn cái trong đây nè anh em. Đó, rồi thì Hiếu cũng đánh giá cho cái hệ đầu kiểu này ha. Lúc đầu Hiếu chưa biết á. Nhờ cái đầu này mà giờ Hiếu mới nhìn Hiếu mới biết. Lúc đầu Hiếu chưa biết, Hiếu tưởng cái đầu này nó có chức năng lóc như vậy á, là ok ha, nhưng mà thực chất ra nó không ok anh em. Kể cả khi anh em lóc xuống là có ghi nè, chứ lóc có nghĩa là khóa nè, thấy không? Lóc là khóa là có nghĩa là có ký hiệu nhấn xuống đây nè, là mình tụt xuống á. Thà nó có thêm chức năng mà gài nhôm chó này nọ á, thì nhiều khi khỏi cần phải lóc cái kiểu này cũng được. Còn cái này á, khi mình siết bằng tay nó không có chức năng mà chống chạm ngược lại á, có nghĩa là nó gài là những cái nhôm răng chó ở trong đó đó, đó thì nhiều khi khỏi cần phải nhấn cái nút này luôn đó. Còn cái này á, mình khóa chỗ đó cái mình nhấn nút rồi vô, trong quá trình mình chạy rung quá tự nó chui ngược là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không thông dụng. Anh em mà cho mấy người khác mượn máy, mấy người khác không biết á mình đang lắp như vậy, họ cố tình họ mở ra rồi tuôn luôn là hư cái đầu luôn, là cũng như không đó. Thà sẵn á, có cái dịp mà cái đầu này nó bị như vậy đó, nên là Hiếu với thay cái đầu 6403 vô đó. Cái đầu 6403 nó rất là đó, nó như vậy nè đó ha, cũng là đầu kẹp 13 ly nha anh em. Đó, nó nghe cái tiếng á, khi mà siết lại kêu rít rít, nó gài lại rồi thì nó rất là ok. Và riêng cái đời mà 6403 này nè, nó lại kẹp được, thậm chí kẹp được cái mũi 1 ly luôn nha anh em ha. Anh em thấy nó khích không? Còn ví dụ như những cái đời mà 6470 là đời 12V, còn đời 14-4 là 7440, 7441 thì lại không kẹp được những cái mũi 1 ly, 2 ly đâu anh em. Tại vì bên trong nó có một cái lỗ,
cái lỗ. Để em lấy cái máy ra cho anh em xem luôn. Ví dụ như cái đời 7440 đi. Đây là cái đời 7440 ha. Em sẽ quay sát cho anh em xem. Đây anh em nhìn đâu. Thế nó sẽ có một cái lỗ. Cái lỗ nhỏ. Nhỏ hơn. À, cái lỗ nó sẽ to hơn. Mình sẽ không kẹp được cái mũi 1 ly 2 ly. Còn cái đời. Cái đời mà 6403 là anh em có thể kẹp được cái mũi nhỏ nhất có thể là 1 ly. Đó là như vậy ha. Nó cũng tiện lợi. Cái máy này á thì Hiếu có kiểm tra sơ qua là mở cái nắp này ra và nhìn thì than rồi than motor còn sáng giới thì anh em yên tâm đi, Hiếu sẽ nhất định Hiếu sẽ vệ sinh máy này và Hiếu sẽ làm cái video ráp máy này luôn ha. Máy được hoạt động ok, full chức năng, than là còn 99,9% luôn em, than nó là hệ than kẹp ha, đó mà rất là ok, chức năng nhanh chậm, chưa vệ sinh mà được như vậy cũng khá là ok rồi anh em. Đó, chức năng búa đó. Đó, chức cấp độ trượt nè, cấp độ trượt số 1 nè. Rồi. Rồi, thì Hiếu sẽ báo giá cho anh em luôn ha. Cũng một pin, một máy, một sạc như thế này. Con này có giá là 1,7 triệu anh em ha. Một pin, một máy, một sạc và pin thì chưa chắc, thí dụ như ai mà chốt máy kia thì pin thì ví dụ như Hiếu có kiếm được vỏ pin mà giống như vậy thì Hiếu mới gắn được cái mặt báo pin, còn nếu mà vỏ mà không có mặt báo pin thì Hiếu sẽ không gắn anh em ha, và giá là 1,7 triệu anh em ha. Rồi thì video của Hiếu tới đây chắc cũng hết rồi, cũng báo giá và cũng test sơ bộ qua. Nói chung là chủ yếu là hôm nay là Hiếu muốn cho anh em biết đến cái dòng này thôi. Nếu mà anh em không tin á, anh em có thể thử tìm hiểu trên mạng xem coi cái đời này nó ra được bao nhiêu cây ha, hoặc là toàn thể đất nước Việt Nam mình đi, nói vậy luôn á, là anh em sẽ coi được có được bao nhiêu người có được cái hệ như thế này. Bởi vậy á, khi mà khách đến nó giá nào Hiếu cũng phải thu được, không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền, đơn giản là vậy, đam mê là phải chịu anh em ha. Rồi, video của Hiếu hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.